vui vẻ đèn rồng hôm mai châu ba đệ nhất vui vẻ đèn rồng ngày chơi vũ tía lầu hồng tiên thánh nhảy ngắm dân văn văn đệ đệ Yeah.
trông đâu biết trong cái nào đâu được điều chân thảo lệ lệ Yeah.
quân Đông Đình con vua để tam thần nữ giáng sinh. Tứ vũ như tòng gâm vai châu ba đệ tứ tùy tòng chiều tùng công chúa. Châu năm giới lân văn con tỉnh mời châu năm suối lân ngã ba sông ngoái. Châu lục cung lục pháp phong châu lục lục nơi các vị băng lệ ngàn tụ khí nghe là nơi chúa tiền vâng lệnh ý lời thank you.
tiền đình là tài tuấn mười chín tú đã cưỡng nghi nhân viên đến ta này chờ gót con về tiền I'm not afraid to die.
nữ lời mời mời thì buôn bán buồn chúa chưa bằng lên bắc lệ bao xa ai lên chùa bé
Hãy subscribe cho
Đôi tay anh múa, chân tôi kề mà tay chồng múa.
quan hoàng ngày ngày tự tôn tươi bởi quan hoàng cả cái thành nhà hoàng triệu là con vua thứ đôi đời Lê Thái Tổ quản ngài mặt nước lạ lùng ông hoàng bờ biến lên mặt nước lạ lùng ông nghe hoài nghe bơ thoại chân nhận dung dung y khác thường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
độc đinh hồ. Nước bạc lòng lánh rộn sao sóng vỗ bên gành. Bên gành thank you.
sạch bụi chân. Trăng treo đầu ngõ, ông bơ vào chùa niệm Phật. A Di Đà Phật. Lúc trở ra về, sao thơ chẳng khuyết, chẳng nhớ thương ai, mà khi tỏ dung mạo mặt nhường hương tiết yến thảo oai phong. Toàn tài văn võ ở dưới vùng thoải cung, dốc rách tế độ, có tiếng cứu khổ Phật dắt đưa tay yêu bờ những dòng. Các mẹ ơi, ăn ở cho lành, kiếp này mà các mẹ tu đằng thì để dành cho đời sau. Các thế sở quyền thì sẽ được như ý, ông cho sở cầu mãi mãi được lòng tâm. Rượu thơm thơm.
mời quan hoàng bảy tạo hạ tội linh.
vàng hộp ngà. Đèn pha lê trên thịnh bích hay vân mộng các cụ pha trà. Các cụ pha trà lên thử tâm chúc chén hồ lòng lòng trà nguyện tâm. Các cụ chúc chén đi hồ lòng lòng cô tân bình ngọc. Có các bạn thiền nâng chén mùi
ông ngày giây phút ý, ông cần cho vào nhóm hội quỳnh tiên, ô sáng ô liêu hoa. Tiên đi hội quỳnh tiên trên bảo, ô tiên hội quỳnh tiên trên bảo. Ông bày khuyên ai đừng
nhà trong ông bầy ngồi như tiên nhỏ nhỏ đèn đèn pha lê trước nghe tòa vàng trời Phật chứng minh hai nguyện đăng chúc đề kinh lễ tuy bất túc nhưng tâm thành con hiểu con vẹn đủ không sai bốn nguyện chưa kính cửa thiên đài tu nhân tịch tình đức con bốn bội nghĩa nhân thứ năm nguyện trong muôn nước thịnh cường và đại hưng long sáu nguyện cầu chốn từ chung điện tòa tràng lệ còn thành cung nay nhiễm máu con câu bàn mày mày người thân đi tráng cường tâm mơ tính thung dung tám nguyện cầu chốn gia chúng lộc tài vượng tiền còn tay hôm nay dài tiên tổ được siêu sinh tình độ quy tây mười nguyện sám hối nghiệp dày lỗi xin ngài xa còn cầu